Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình giới thiệu với anh em cái kéo cắt ống nước thương hiệu của Seaside ha. Hôm trước mình lướt trên Lazada đó, ngay cái mục flash sale mình thấy nó cũng khá rẻ, tầm cỡ mấy chục ngàn à. Bởi vậy mình mua về mình test thử cho anh em tham khảo chơi cho vui ha. Bên ngoài thì nó sẽ đựng trong một cái hộp gì nè, thương hiệu của Seaside. Và ở mặt sau thì mình thấy có hình ảnh của cái kéo nè. Và ở đây thì nó sẽ có những cái dòng chữ tiếng Anh, cũng có số series nè, rồi mã vạch đồ cụ thể gọn gàng hết trơn ha. Và đây là cây kéo của mình nè. Bên ngoài thì nó sẽ được làm bằng nhôm, và ngay cái lưỡi này thì nó sẽ được làm bằng sắt ha. Thì người ta cũng có xi lên một cái lớp hợp kim nè, bởi vậy nhìn cũng khá là sáng bóng nha nè. Bên dưới đây là hình như là cái găng để nó kẹp vô, nó cắt hay gì nè. Đây nó cũng có một cây đồng bẩy, chắc là để chịu lực ha nè. Nó có một cái móc nè, anh em có thể là mình gỡ ra ha. Đó, từng nắp như nè, nó kêu cạch cạch cạch, là trên đây nó sẽ bóp vô ha. Thì mình thấy nó là hàng giá rẻ đó, bởi vì cái độ hoàn thiện chi tiết của nó cũng tạm chấp nhận, chứ không phải là xịn sò hay ném. Là những cái ống nước nè, bây giờ để mình test thử xem coi cái kéo này nó cắt như thế nào hay ném. Thông thường anh em cắt những cái ống nước này nè mà mình sử dụng cái cây cưa tay đó, anh em nhìn thấy sau khi cắt là bà dớ của nó rất là nhiều. Khi mà anh em sử dụng kéo thì có thể nó sẽ ngọt hơn rất là nhiều đúng không ha. Để vô tụi mình bóp thôi, đè xuống, ok, quả ngon luôn ha. Đây là cái phần mà mình cắt được nè, đường cắt của nó rất là đẹp luôn ha, không có một miếng bà dớ nữa hết trơn nè, quá đã nè. Và anh em tiếp tục đó thì mình sẽ bật cái này ra nè, rồi xỏ vô quốc tiếp thôi. Cũng khá là đơn giản ha. Ống 21, tiếp theo mình sẽ test thử trên cái ống số 27 anh em, cũng vậy luôn, mở ra cái này thì cắt sẽ là ống bự nha. Ống lớn thì hình như là phải bóp nặng hơn xíu anh em, cũng ok luôn ha. Đây đẹp nó ra nè, tiếp tục. Và đây là cái đường cắt của mình nè, anh em nhìn thấy nó cũng khá là ok luôn ha. Rồi và cuối cùng sẽ là cái ống số 40 ha. Wow. Rất là khủng anh em, để coi mình nhét vô coi. Ồ này thì nó vừa khít luôn nè, cắt thử rồi được không nha. Thì nó cắt cũng được, nhưng mà mình thấy là nó không có bén cho lắm ha. Chắc là anh em sử dụng tầm cái ống 27 đổ xuống là nó ok nha. Nè, này nè. Hoặc là mình xay á, mình xay xíu. Đây nè, xay xíu thì nó sẽ ok hơn. Nói chung là giá rẻ mình mua mình xài chơi được cũng được anh em. Mình vừa cắt mình vừa xay nhẹ nhẹ vậy nè. Nó sẽ đều hơn rất là nhiều luôn ha. Chung cái này mình săn sale đó, mình mua cũng có 30 ngàn à. Thì thấy rẻ rẻ mình mua về xài bậy chơi thì cũng khá là ok ha. Còn anh em muốn sử dụng cái loại mà ngon hơn đó, thì hôm trước mình cũng có review một cái kèm cắt ống thương hiệu của Inco nè. Giá thì nó cũng có 100 ngàn đổ lại à. Mấy gà mình sử dụng á thì nó cũng ok lắm. Thì mình cũng có làm một cái clip để mình review, mình test thực tế về cái kèm này nè. Anh em nào mà chưa xem mình sẽ để đường link ở trên đây, anh em nhấp vô đó tham khảo chơi cho vui ha. Giờ sẵn rồi mình mở ra mình test thử cho anh em xem nha. Thì nó tự động nó búng ra anh em, ống vô mình cắt thử còn sao nha. Cái này là ống số 21 nha anh em, khá là nhẹ nhàng ha. Cái này có vẻ như là ngon hơn em ơi. Đây ống bự hơn xíu, bật rất là nhẹ nhàng luôn. Cuối cùng sẽ là cái ống số 42 ha. Đây nè, xỏ vô. Ồ, cái này cắt thì khỏi cần xay ha em. Rất là
là ngon luôn ha. Thì ở đây anh em nhìn thấy lưỡi cắt của nó nè, cũng ok, bé ngót ha. Nói chung là anh em có săn sale mà rẻ rẻ tầm 20-30 ngàn đó, mua cái loại này mình xài trải nghiệm thì cũng ok. Còn những anh em sử dụng gia đình đó, mình muốn xài hàng cứng cáp đó, thì mình có thể lựa chọn cái hàng Inco này nè, sẽ chắc chắn hơn và sử dụng thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều ha. Thì anh em nào có nhu cầu mua hai sản phẩm này nè thì mình sẽ để cái đường link ở dưới phần mô tả, anh em nhấp vào đó để tham khảo. Anh em nào thấy video hữu ích thì cho mình xin một like để ủng hộ tinh thần mình ha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhấn như nút đăng ký bên đây và nhấn nút cái chuông, khi nào có video mới anh em mình cùng giữ luôn ha. Rồi các anh em đã xem video, chúc anh em một ngày với nhau, bye bye.